Rồi em xin chào tất cả anh em mình ha. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Anh em về được một ít cái que của mấy Honda 5 6 năm mình. Này em thấy nó giá nó hợp lý. Rồi em lên cho anh em mình tham khảo ha, nếu anh em nào có làm được thì alo em. Rồi trước tiên bình thường là để em nói tí xíu về phần này chút xíu ha. Thông thường anh em chỉ cần mua cái nắp này với cái cánh chuồng là nó tầm có khoảng mười mấy ngàn anh em. Nắp này với cánh chuồng em nhớ tầm 11 12 ngàn. Còn nguyên cái bộ này nè, em bán cho anh em gắn vô cái boe của mấy Honda mình á, đặc biệt là boe của Honda mới mình á, nó có niền trắng luôn nè. Là bên cửa hàng em đang bán với giá anh em là 35 ngàn. 35 ngàn cái boe gì nè. Cái này em về chỉ có được khoảng 200 cái thôi anh em. Em coi nếu mà anh em mình có nhu cầu mà xài nhiều quá thì em sẽ nhập số lượng vậy ha. Cái 35 ngàn là boe, mình có một cái boe. Con số anh em là nhiều khi xài tới cái máy mà nó bị xúc gãy bể hết trơn. Trời mưa mất lấy cái nón lá không cái gì mình chùm lại sợ nó vô nước cái boe mình á. Giờ giật không chạy. Thì này em thấy nó giá nó thành nó rẻ quá. Anh em mình coi cái có làm được thì hú em nha. Này 35 ngàn cái boe của Honda. 5 người 5, 6 người 5, 4 ngựa, 3 người rưỡi đều dùng chung được hết. Rất dễ xài anh em. Rồi, anh em nào có làm được hú em. Anh em nào xài số lượng nhiều quá thì alo trực tiếp cho em ha. Mà em cũng có cỡ 200 cái anh em chứ không có nhiều. Rồi, em xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em nha.